với trật tự của ủa sao cái này lủng lỗ vậy trời ơi, là trời cái nhà anh tôi mới anh ủa bọt ghi Nessie, hôm nay em qua đây làm chuyện gì vậy? Trời ơi, em có biết cái chuyện gì không? Chuyện mà như thế này nè. Chuyện gì? Trời ơi, ba mẹ kêu em qua đây nè, tại vì ba mẹ em đi du lịch rồi, không có kêu em qua đây chăm chồng. Trời ơi, có vụ đó luôn hả? Ba mẹ của nó đi du lịch mà nó kêu mình trông giùm là sao trời? Thì ha, có nhà không? Cái gì nữa vậy? Hôm nay bé mày á, nó lội nặng nặng tôi dắt nó qua gặp ông, không biết có chuyện gì không á chứ. Bé mày qua đây hoài à. Ủa bé mày qua đây gặp gì vậy? Ủa bạn mày là ai vậy? Trời ơi, dễ thương quá vậy. Trời ơi. Đây. Xin tự giới thiệu, mình tên là bé mày. À, xin tự giới thiệu, mình tên là Bất Di. Mình là người đẹp trai số 1 ở trong làng á. À, ngoài ra mình còn giàu nữa, bạn thích gì mình cho đó. Mình thích bên gì hay làm cái gì mình cũng cho. Trời ơi, con nít con thôi mà mày đặt lấy tiền ra nữa. Đứt quỷ yêu đương như mày. Thôi, anh xin tự giới thiệu, đây chính là Boggy Nessie, là con của Boggy. Con tự ông nội con đang nuốt nước miếng ba ơi. Con của Boggy với lại Naui, hai người đó cũng là gọi là quen biết với lại anh của em là Goddy đó. Đúng rồi đó mày. Cái gì con của anh Goddy hả? Không phải con của anh Goddy. Không, tôi là em gái của anh Goddy, em gái em mà. Đúng rồi, là em thôi. Trời ơi, là trời, mày bớt mê gái đi. Ủa mà hôm nay hai người qua đây có chuyện gì vậy? Thì hồi nãy tôi nói đó, tự nhiên đây có nhà yên lạnh, bé mây nó cứ đòi nặng nặng á. Dắt nó qua gặp ông mà không biết để làm gì. Ủa, qua gặp lại. Tôi à. Em qua là em có chị thôi, được rồi, chị Hai Na đi về đi. Chạy, 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 chạy. Thôi, có gì trời ông ơi, trời. Tôi, bé mây luôn nha, tôi đi về, ông đi ra. Ok, 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 thôi để tôi trông giùm cho. Ok, tạm biệt. Anh đi nhà, đúng là ba mẹ em đi du lịch đáng đồng tiền bác gạo ghê. Ước gì ngày nào ba mẹ em đi du lịch để em qua đây với anh. Qua đây chị tao canh tôi, em mệt. Ở cạnh đi ba. Ôi, bây giờ anh mới để ý mày đứng vô coi. Ở đâu mày lùn hơn bé mày nữa. Ở đâu thằng nhóc mày nó còn lùn hơn bé mày nữa các bạn ơi. Đúng không, đúng không, đúng không? Đứng lại coi anh đo coi. Không, đúng nó có cái mũ làm cho nó cao lên thêm thôi các bạn ơi. Chứ thật ra nếu mà thằng này nó còn lùn hơn bé mày nữa. Trời ơi. Yêu đương. Yêu đương cái quần gì đây trời. Ủa nhưng mà bé mày hôm nay kêu anh qua nhà anh kiếm gì, có chuyện gì vậy? Dạ hôm nay em qua đây kiếm anh là định nói với anh một chuyện rất là quan trọng. Ừ, chuyện gì quan trọng? Dạ bây giờ anh đi ở đây đi, em nói gì với anh mới được. Có ghi ở đây nha. Chuyện gì mà nói riêng dữ vậy trời. Nít non mà cần nói riêng luôn á. Sao có chuyện gì mà em đòi nói riêng? Thì hôm nay em qua đi em hỏi anh á, là anh ơi anh còn nhớ cái bạn mà hất ghi nhỏ nhỏ giống em màu hồng không? Hất ghi nhỏ nhỏ giống tên em là cái gì mà hình như là Teddy á. À Teddy mát ghi. À sao vậy? Ủa tôi đó có chuyện gì? Bạn đó ở đâu không? Anh biết. Thì anh dẫn em qua bển được không? Làm cái gì? Em qua bên đó em nói chuyện với bạn đó một chút xíu. Ồ vậy là em muốn anh dẫn em qua bên đó hả? À, vậy là em muốn tìm bạn Teddy chứ không phải muốn tìm anh đâu. Trời ơi, làm nãy giờ có tưởng gì không à. Đợi, đợi xíu. Có ghi rồi, có ghi ơi. Có ghi. Bây giờ anh đi qua nhà thằng Teddy nè, em đi không? Cô Teddy á. Teddy hả? Đây, đây. Trời, mà bạn này có đây không? Đó. À, đây, 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 đây. Trời ơi, thằng quỷ này nó mê gái thì chứ. Thôi, đây, 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 đây. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ủa, mà có chuyện gì mà em muốn qua tìm Teddy vậy? Nhà Teddy cũng xa này á. À ok. Thôi nhưng mà em qua bển em nhìn ba con Teddy với anh của Teddy em đừng có sợ nha. Sao vậy? Thì tại vì sao không? Tại vì sao vậy? Sao quắc quần quật à? Để kể cho anh nghe. Trời ơi. Trời ơi mấy cái người đó nhìn mọi rợ, nhìn da đen rồi nhìn da đen mày ta da đỏ mà. Lộn da đỏ thằng xăm chỗ kiểu nó trùng ghê lắm. Xăm chỗ đâu? Trời ơi thằng này này nhảy châu nói chuyện cái gì đâu, nó không có đủ vốn từ để nó nói. Để anh kể cho. Là không có xăm mình, thằng ông nội. Ba của Teddy là người nhà đen hả anh? Không luôn. Trời ơi, ba của Teddy á là một hức ghi hơi hung dữ một xíu. Tại vì hồi xưa ba của Teddy á là có đi theo Kata. Hả? Vậy ba Teddy là đại nghiêm của Kata hả? Ừ, nó cũng một chuyện giống như vậy đó. Thôi đối tác hay là cái gì đó anh cũng không biết nữa. Đó, thì đó là Reddy, nói chung là Teddy có phải là đại nghiêm của Kata không? Không 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 không, ổng chỉ là trong hồi xưa thôi. Bây giờ là ổng vẫn là Reddy của bình thường. Nói chung là nhìn ổng khá là đáng sợ, nhìn ổng còn đáng sợ hơn cả Kata nữa theo anh. Bạn đừng lo, có gì mình sẽ che chở bảo vệ cho bạn, tuy mình không mạnh nhưng mà mình giàu. Trời bạn ơi.
ơi, thằng này đồng tiền mày là trên hết hả mày? Có tiền mua được tất cả thôi, anh không biết hả? Ok ok. Thôi được rồi bé Mây, đi em anh đi. Nhưng mà cảnh báo trước đừng có sợ quá hai cha con nhà bên vợ chung là anh với đại ba của đi đó. Đi. Bảo vệ bé Mây, anh yên tâm. Ok, trời ơi, hai cái đứa này á. Được rồi, bây giờ đi theo anh đó. Trời ơi, nhà của ba em là nó một vũ trụ, nó một cái nơi khác luôn rồi em ơi, hay một cái hành tinh hay là một cái thiên đường gì luôn rồi. Còn cái nhà này chỉ là một cái khu đất được nâng lên thôi à, nó khác với cha em lắm em ơi. Với lại nó cũng có một câu chuyện khá là sâu xa, nên vì thế nơi này... Anh kể cho em nghe đi. Để bây giờ kể thì hơi dài dòng đó, thôi nói chung đi giờ nghe lên đi. Nghe mày biết gì? Oh, that's a lot of damage. Vậy là mẹ của Teddy bán dừa hả? Thôi dưới gốc cây dừa. Đừng có nghe heo cái lời thằng bóp ghi tàu lao mới lao này. Thằng này chiên da lời xàm bá lát bá xàm luôn á. Ôi lên leo lên đi. Trời ơi, trong nhà gì lạ dữ vậy? Rất đây. Ông nghe xong đây. Ồ, chào đi á. Mình sao mày ổn quá vậy? Mày ổn đi, ông càng cạp đầu mày luôn. Ba mày cũng không cứu được đâu. Ông nội mày cũng không cứu được đâu. Hello, cô kêu lên. Ở đây tụ họp mà sao già dẫn hai chị cháu qua đây vậy? Mày im lặng đi, trời ơi, thích đi. Ơn độ lâu mốt ớt ghi, mày biết nhiêu lần rồi thấy ổng khùng lên là ông nội mày cũng không cứu được mày đâu nha. Trời. Thôi anh bình tĩnh. Đúng rồi. Ông chơi giảm được nha, để thằng nhóc ở nhà đi. Đúng rồi, nhóc rồi mà. Ông không giữ hoài, hù nó hoài, ông đánh đi. Mấy đứa nhóc thì phải hù nó mới sợ, nó mới ngoan. Thôi đánh đi với Billy, hai người vô bên trong nha. Ai vô đi ông già ơi. Mày có chân á, chân nhà đâu mày. Trời ơi, còn hù nít nữa. Thiệt tình mấy đứa, chú Reddy khó tính như vậy. Mấy đứa gì vậy trời, thiệt tình mấy đứa, chú Reddy khó tính lắm á. Mấy đứa nói chuyện cẩn thận nha. Mấy đứa đừng có mà nói chuyện như vậy với chú Reddy nha. Trời ơi, nếu mà em không biết cô Kelly này á, là thời của cô chính là gọi là hoa khôi của trường luôn đó. Đúng ơi, rồi, đúng rồi, rất là thiệt. Ngại quá đi, hi ha nói là cái gì vậy? Có gì đâu, cái nào đẹp thì khoe thôi, đúng mấy bạn ơi. Tôi, con quạt cô. Hả? Mẹ tôi á nghe. Hả? Con quạt cô. Con quạt cô là gì ba? Là con quạt cô đó, ba anh á, ba là quạt á. Trời ơi, không biết mắc che gì nữa. Mày hài dữ vậy. Ủa mà hôm nay bé mày qua tìm cái đây làm gì cái đây kìa? À, bạn tìm tôi hả? Bạn tìm con hả? Qua đây là để chơi với Tết đi. Qua đây chơi với Tết đi. Dạ. Gì vậy ba? Sao lại chơi Tết đi? Ôi con, em đi đâu? Thì em qua nhà anh canh mà, anh đi về với anh để cho hai người ta chơi với nhau, người ta đâu từng chơi đâu chơi với em đâu. Chơi hai người thôi. Ơi, mắc gì đánh tôi. Thôi mấy đứa, mấy đứa không có cãi lộn gì. Không có cãi lộn với nhau nè, bạn bè chơi với nhau thôi mà. Đúng rồi. Mẹ cho mày ít tiền rồi mày đi chỗ khác chơi, mấy mày hôm nay là của tao. Vậy ba. Cái màu sắc nó không hay, cái màu trắng mày nhìn thấy hợp với nhau rồi, ai vô mày. Trời ơi. Thôi sao con kỳ cục vậy. Thôi bạn không thích thôi thì thôi, xin lỗi bạn đi chứ. Sao bạn trời ơi là vậy? Trời. Tôi xin lỗi bạn nha. Giờ tôi đi lên đi mấy mày ơi, bạn đi chơi với bạn này đi, bạn này quýnh tôi quá trời. Trời ơi là trời, bạn bè với nhau thôi mà, tụi bay làm cái gì vậy? Thằng quỷ bót gây này, kêu mày đi theo thôi chứ đâu phải là cái vấn đề gì vậy, ông nội đã đi. Bao nghe nào nãy ăn hiếp con gái ta. Con gái luôn hả? À, ai nghe ăn hiếp con trai của ta đâu hả? Trời ơi. Cái này là mấy chuyện của mấy đứa con nít không à, ông quan tâm làm gì. Thôi tụi mình đi vô trong đi, tụi mình người lớn để cho con nít nó chơi làm gì làm đi. Trời ơi. Thôi kệ người ta, chạy mấy đứa nhóc ở đi. Ra ngoài đây nè, ra ngoài vô trong đây nè. Hình như cái con bé đó là nó thích con của ông đó rất đi à. Dạ, bé mày đó. Rồi bé mày đó, đó chính là đứa em cùng cha khác mẹ với lại thằng Gotti á, thằng mà sấm sét á. Ồ trời ơi, dạ. Cái gì em của anh Gotti đó à. Thật là cảm kích. Nhóc
nóng nhà mình đó kìa. Đúng rồi, cái thằng đó nãy giờ tôi thấy là khó ưa lắm rồi nha. Trời ơi, cái thằng đó là đó giờ nó chơi với con ông đó vợ mà. Hai tụi nó chơi chung với nhau đó vợ mà. Trước giờ thấy nó chơi với mình luôn. Hôm nay tao thấy tự nhiên nó hổng láo gì dễ sợ luôn. Trời ơi, nếu mà ông không biết bây giờ hiện tại chuyện tình tay ba. Hả? Chuyện tình yêu say vòng đó, hiểu không? Ây da, trời ơi, sao mấy đứa nhóc này giờ nó lớn nhanh quá vậy, rơi vào cảnh như này. Trời ơi, vậy thôi, ông già rồi, ông cổ lộ sĩ lắm mà ông nội ơi. Ông không biết được mấy cái vấn đề này có tuổi con nít đâu. Bây giờ, theo tôi tình hình là tôi thấy nha, bé mày là nó thích con ông. Còn cái hàng hot ghi kia là nó thích con bé mày. Mà hai đứa kia, hai đứa con trai là hai tụi nó là bạn thân với nhau. Hả? Nên có sự cạnh tranh ở đây, hiểu không? Tốt, nó quay vòng như cái bùng binh vậy á. Tao mặc kệ, ta chỉ quan tâm là tao ủng hộ con trai của tao thôi. Thì bây giờ làm gì làm thôi. Còn chuyện tình sau của tụi nó thì để tụi nó tự giải quyết đi. Giờ vấn đề quan trọng là bé mày quyết định thôi. Đúng chứ. Rồi. Nếu mà ông đã nói vậy thì tôi sẽ để cho bọn nó tự giải quyết. Nhưng mà nếu mà cái thằng kia, làm gì hả đến con trai của tao. Ông nội ơi, con của ông cũng mạnh thấy bà luôn à. Làm như yếu lắm vậy á, mấy nhóc này làm gì được đâu. Với lại con nít tụi nó cũng đánh nhau. Thì xẹo có phải như mấy thằng mạnh mạnh đâu. Này ha. Đúng rồi đó. Chúng tôi cũng bận nhiều việc lắm, không có thể nào quản lý cái chuyện tới nỗi mà chuyện yêu đương của tụi nó đâu. Yêu đương. Thế nhà ông có để mắt okay. Để mắt nhìn con. Để tôi vô cái chuyện tình tay ba này tôi thấy cũng thú vậy đó. Đúng không các bạn ơi? Các bạn là của cặp OTB nào comment ở bên dưới nha. Để tôi vô. Tôi sẽ lo cho những người con của ông. Nếu ông nói vậy thì ta cũng yên tâm rồi đó. Sao thì ta cũng tin tưởng con trai của ta. Ta sẽ mong con trai của ta đánh thằng kia đối bộ luôn. Muốn ăn kem hả? Thôi chết rồi, bên nhà mình vừa đúng lúc hết kem luôn. Bây giờ mẹ không có kem mà con ơi. Kem hả? Kem nhà mình có đang đợi nhà mình quá trời kem. Kem nhập đủ loại luôn. Dâu xài cam ổi gì đóng đủ đầy đủ. Gì ơi à, mình đúng là đất kiếm ra các bạn. Qua nhà ba mày hay ông nội mày? Qua nhà ông nội em, ba em cũng được. Ai cũng được đúng không? Đúng rồi, nhà ai cũng được. Thôi về nhà ba mày đi. Thôi, tụi tôi đi nha. Để tôi lo mấy thằng nhóc này cho. Yên tâm. Được rồi, mọi thứ nhờ vô cậu đó Hi ha. Tôi không có thời gian quản lý con của tôi suốt đâu. Ok ok, ba người cứ yên tâm để tụi tôi cho. Đi nha nào bé mày. Đi 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 đi. Tạm biệt tụi con nha. Đi 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 đi. Ờ, chào đi đi. Chào đi nè. Nhóc kìa coi chữ nha mày. Ngồi rách đi nè, ông ngồi hù người ta hoài ông nội. Đi 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 đi. Ôi ơi. Em hôm nay qua gia đình chơi với Daddy vui quá à, anh nha ơi. Trời ơi, nãy giờ chơi gì vậy? Quên thì có bóng ghi nữa. Trời, có bóng ghi rồi kìa, được chưa? Trời ơi, bên này có gì đâu mà chơi chén phèo à. Qua nhà tôi đi, nhà tôi đầy đủ mọi thứ, có gì cũng có. Có xe hơi, hồ bơi, ông cầm viên cái gì cho khách thì tôi mua nguyên hòn đảo cho bạn chơi cũng được. Trời ơi là trời. Mình không là vô tình nha các bạn ơi. Thôi bây giờ đi ăn kem chứ đi ha. Đi ăn kem đi giờ tính tiếp. Trời ơi đúng là tuổi trẻ trẻ trâu quá các bạn ơi. Hay rồi tới nhà của Morgy Nessie rồi. Trời lâu quá mới quay lại đây nha. Nhìn mọi thứ vẫn khang trang đẹp đẽ thiệt chứ. Ôi nhà của bạn. Nhà của bạn lót vàng luôn hả? Trời ơi. Đúng rồi. Đường đi là lót vàng các kiểu luôn. Em thấy cộng dây chuyền của nó không? Ngọc gì á, mắc tiền lắm. Nhà nó ai cũng có đeo một cục một tổ bà nái vậy. Ai này không biết nè con. Cái bằng trộm gì không mà sao nhà giàu dữ ta. Ba mẹ người ta kinh dâu, kinh doanh giàu lên, lan cấp ăn trộm. Nói chung là ba đời của nó gọi là kinh doanh. Nói chung là gia tài của ba mẹ, gia đình nó là xài tới mấy kiếp luôn chưa hết nữa. Ủa, mà cho em hỏi một cái. Nhà bốc đi đây có khách mà làm sao tụi em qua chơi được. Xe quá trời luôn kìa, anh không thấy hả? Trời ơi. Xe nhà mình đó, xe của nhà mình hết. Đúng rồi đó, ba nó siêu tầm vậy đó, nhiều lắm. Ghê dạ. Đúng rồi, không có khách đâu, để cho chân ơi. Thôi 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 đi vô đi. Trời ơi kem cũng gì đâu. Anh cũng muốn ăn kem quá nè. Đây. Ủa hôm nay mà ba mẹ mày đi rồi mà mày qua đây làm chi ta? Có người canh nhà giùm. Có người canh nhà giùm luôn á. Nhiều khi tụi nó qua tới gãy két anh ơi. Ôi cái thằng bốc cứ rời xe à. Làm gì mà xe xấu quốc vậy? Trời ơi. Ô con Sula ơi. Mấy đứa cháu tôi qua đây làm gì vậy? Tôi qua đây tôi canh nhà cho mấy đứa kia nó đi chơi nè. Có mấy đứa nhóc nữa hả? Đúng rồi. Thằng bốc gây nó dẫn về nè. Đúng rồi. Ô, chào con nha. Con chào ông, con chào bà. Trời ơi là trời. À xin giới thiệu đi, giới thiệu cho bé mày biết đi. À giới thiệu là bé mày. Đây là ông của mình. Là người giàu nhất thế giới. Còn đây là trời bà ơi, của mình. Phát sinh nữa. Giàu
trời ơi. Ủa? Trời ơi, có giàu nhất gì đâu, sương sương thôi. Ừ, của trò hả? Là bằng kim cương và ngọc lục bảo đó con. Trời ơi, giàu lắm. Bé mày ơi, em chưa biết đâu. Cái gia bà này giàu lắm. Flexi chỉ là vô tình. Em có nãy em thấy cộng dây chuyền không? Tổ bà nái gấp mấy lần bó ghi luôn. Ủa, chị bà chắc cũng học ta ơi. Sao bà có cánh vậy bà? Bà là thiên thần mà con. Đây là hất gây thiên thần. Vậy con là fan của bà. Con quạt bà. Ủa, bà ngạo hiền luôn á. Quạt bà. Ông ơi, mình lấy kem ra thì mời mọi người ăn đi. Có bao giờ đòi ăn kem đâu. Bây giờ đòi ăn kem vậy? Tại vì có kem cho con ăn. Trời ơi. Thứ gì để trang trí. Được rồi, vào đi anh ơi. Vào đi. Ôi trời ơi. Ở đâu? Nhanh dữ vậy. Đây. Các cháu muốn ăn kem gì? Kem có đầy đủ các loại. Trời ơi, mới nói tức thì là có xuất hiện liền bán kem luôn rồi các bạn. Anh đâu? Kem dầu quá không? Con muốn ly hay chén? Ly quá không? Được rồi, của con đây. Trời ơi, kem dầu luôn. Cái này là kem dầu chung với kem dưa hấu luôn đó. Rồi, kem dầu tiếp nè. Thoải mái đây. Ai kem gì đó, còn nhiều lắm nè. Đúng là chỉ có flexing, chỉ là vô tình thôi các bạn ơi. U là trời. Đây, không kem, tin đây được. Kem đây. Wow, nhiều kem quá. Cho con ăn nữa nha. Trở lại thì chủ nhà này mau hết cái tiệm kem của chúng rồi. Ôi ơi. Mấy cái này có gì đâu, thích thì mua, thích thì ăn thôi. Rồi thôi liều hết mấy cái này. Bơ mấy đứa muốn cái gì thì cứ ăn thoải mái đi. À, kem muốn cái gì mà trời ơi là trời, cái gia đình flexing này u là trời, quá trời kem cũng luôn. Bé mày thích là sáng mình đi ăn kem ở Hawaii, chiều mình đi ăn kem ở Ả Rập, tối mình ăn kem. Ôi trời ơi, cho tôi đi nữa. Ôi trời ơi, cho tôi đi nữa, tại vì tôi bên bố ba mà. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Đúng là tụi nó bạn bè nhau ghét rồi, có đứa trong này yêu nhau rồi bởi vậy khác ghê chứ các bạn ơi. Bây giờ bé mày phải về rồi. Ủa? Bé mày lại đây chơi chút về nữa. Sớm dữ vậy. Dạ ơi, không được đâu. Tại vì bé mày có hẹn rồi. Trời ơi, ở đây nhiều còn nhiều trò chơi lắm. Bạn muốn thử chạy xíu xe không? Mình chỉ hẹn chạy. Thôi, mình phải về rồi. Thôi bé mày phải đi về rồi. Thôi đây, để mình chở bạn về cho. Mình có xíu xe mình chạy nhanh lắm. Bóng dù dù dèo dèo luôn. Trời ơi. Ủa bà bạn mấy mày, bạn về nhà tổng thống Y Hà đúng không? Đúng rồi. Ôi, tôi có siêu năng lực dịch chuyển nè, tôi dịch chuyển về luôn cho, mất gì đi xe cho lẹ. Hả? Cái gì? Ôi, hay quá. Ủa đâu mày, tôi mất tay mày. Trời ơi, cái thằng nó là dùng tay kêu dịch chuyển nó lên rồi. Thằng quỷ sư nó hất tay trên của mình luôn rồi. Cái gì vậy, hất tay trên gì vậy? Ừ, đừng nói là cháu thích con bé rồi nhờ. Đúng rồi đó ông, phải dùng cái mọi cách làm nào để người ta thích con đi chứ mà con không chịu đâu. Ôi trời ơi, đúng là con nó quậy nè chơi. Trời ơi, quá của tôi. Thôi, bây giờ tôi cũng về đây, gia đình làm gì làm đi nha. Được rồi, thế cậu về đi. Có gì, có kia muốn đi theo không hay là ở lại với Toàn nữa. Hai đi về đi. Trời ơi, trời ơi, hết coi bé mày giờ hết vui rồi. Thằng quỷ sứ này, tối ngày bé mày hoài, mốt mày qua tao không có cho đâu nha ha. Mệt quá trời ơi, quay các bạn ơi, chuẩn bị có cuộc tình này khá là căng, khá là muốn theo dõi đó các bạn à. Bạn nào muốn theo dõi chuyện tình này hãy comment bên dưới nha. Còn bây giờ đây, hẹn gặp lại bạn nhớ video tiếp theo. Bye bye.